Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay để tiếp tục với cái phần 2 của series về God thì mình muốn làm một cái clip về cái tư duy chiến thuật ở trong cái tựa game MOBA nói chung cũng như là cái tựa game Marvel Super War nói riêng này cho mọi người xem, bởi vì là mình thấy có nhiều anh em là chơi là cứ một là bỏ trụ này, chạy đi chỗ khác, bỏ vị trí này. Nhiều anh em cứ nghĩ là cứ phải vào đây để giết nhiều thì mới là mạnh, nhưng không phải, mà là quan trọng nhất vẫn là cái chiến thắng. Và với cái chiến thắng của đội ấy thì không phải là cứ giết nhiều địch là chúng ta có thể chiến thắng được, mà tất cả mọi thứ đều liên quan đến cái trụ anh em ạ. Ở bên nước ngoài nó gọi là tháp canh đấy, ở bên Việt Nam mình thì gọi là trụ. Thì cái trụ này này thì anh em cần phải biết là lúc nào là đẩy trụ và lúc nào là phòng thủ trụ. Đó mới là cái quan trọng nhất ở trong những cái tựa game MOBA cũng như là cái tựa game Marvel Super War này. Mình sẽ tua qua một chút những cái đoạn này cày quái này đi. Vừa rồi là hỗ trợ anh Húc giết được một mạng mà lại không đây. Như là lúc này các bạn sau khi các bạn giết được một mạng rồi thì mà không thấy có một đối thủ nào ở gần đây, đối địch bên địch nào, thì các bạn tranh thủ là cùng với đồng đội là đẩy luôn cái trụ này. Tất nhiên là khi mà nhìn thấy địch xuất hiện thì chúng ta rút lui thôi, bởi vì là lúc ban đầu này mà đứng ở trong cái trụ này thì rất là nguy hiểm. Với một vị trí là một người đi rừng thì anh em cố gắng là bao quát toàn bộ bản đồ. Chỗ nào mà yếu, ví dụ như cái len nào mà yếu ấy, thì mình sẽ là người hỗ trợ cái len đấy. Còn cái len nào mà đang áp đảo đối phương mà mọi người nhìn thấy đối phương sắp chết rồi ấy, nghĩa là còn ít máu ấy, thì mình cũng lao ra để hỗ trợ đồng đội kết thúc cho nó nhanh. Chứ còn những cái chỗ nào mà đang dai dẳng với nhau, hai bên cùng dai dẳng với nhau thì lúc đấy thì tùy anh em lựa chọn, có thể đi farm hoặc là ra hỗ trợ đồng đội, thì tùy vào tình huống mà mình xử lý. Nhưng ý mình muốn nói là mình là người đi rừng thì mình cần phải cố gắng là bao quát toàn bộ bản đồ. Mục đích là không để cho cái trụ ở bên mình ở len nào bị thọt so với đối phương cả. Mục đích thứ hai là cố gắng đẩy trụ của bên địch càng nhiều càng tốt. Đây, như ở đây. À không, ở đây thì lính nó chết rồi, mình cũng không thể đẩy được. Đấy, như anh em thấy ở đây là chúng ta thấy địch mà không phải bảo vệ một cái thì tranh thủ đẩy luôn. Như vậy là một cái trụ ở bên địch ở lên top đã bị đẩy mất. Khi thấy lính mà vẫn tiếp tục chạy và ông Húc kia thì có vẻ không có ý định bảo vệ trụ thì chúng ta tiếp tục đẩy trụ tiếp. Nhưng mà thấy ra Iron Man nó xuất hiện đây rồi anh em. Có thể
Với bộ chiêu thức của God thì chúng ta khá là cơ động. Như vừa rồi anh em thấy là mình bị hai đối thủ quay chặn cả hai đường rồi, nhưng mình vẫn quay về được bởi vì là mình đã đặt sẵn cái skill số 3 ở phía sau rồi, nên mình không có ngại. À, đoạn này hơi liều rồi, thế rồi. Đoạn này hơi liều, thế là toi luôn đoạn này. Con rồng này nó khỏe phết đấy nhỉ, nó đánh được chết mấy thằng luôn. Để xem mình còn cái đoạn nào mà mình nói về cái tư duy chiến thuật ở trong những cái trận đấu này cho anh em xem, nếu không thì mình sẽ chuyển sang một trận đấu khác. Bởi vì clip này mình không phải là làm để cho anh em xem đánh nhau. Này chắc là đối thủ toi rồi, có lẽ là chúng ta sẽ chuyển sang một trận khác để chúng ta nhìn được cái chiến thuật nó rõ hơn. Đây, giờ chúng ta sẽ đến với cái trận thứ hai thì mình xem có những cái gì mà mình cần lưu ý với các bạn. Đua nhanh qua những cái đoạn đầu đi. Đến đoạn giữa trận thì chúng ta sẽ có nhiều cái để nói hơn. Quái. Đoạn vừa rồi mình bị toi à? À, mình vừa nhắc mà đối đồng đội là lúc mà mình lao vào thì đang có lợi thế mà không lao lên là thằng kia nó sắp chết rồi. Trận này mình nhớ là mình đánh cũng không phải là, nghĩa là nó cũng không phải giết được nhiều mạng đâu, nhưng mà mình đánh giá cao cái tính chiến thuật của trận này hơn, nên là mình lưu lại. Với lúc có những trận mà bạn không giết nhiều mạng nhưng mà bạn đánh có khi lại chất lượng hơn là những trận mà bạn giết nhiều mạng.
Đây, như ở đây là anh em thấy là đối phương không không có ai ở đây thì chúng ta tranh thủ đẩy trụ luôn. Đây, đoạn này cũng thế này. Anh em thấy là cả một đống tập trung ở cái len dưới. Đấy, để cho mình đánh ở đây. Tự nhiên là anh hút kia thì anh cũng đã như ra anh nhìn thấy rồi. Mình chuẩn bị chạy thôi. Gót thì có cái chiêu 2, vừa chạy nhanh lại vừa không bị bắt mục tiêu, nên anh em cứ đôi cứ liều mạng và farm trụ cho mình. Thỉnh thoảng thì cũng ăn được một mạng. Đây như anh em nhìn thấy là mình nhìn thấy cái tên cái len top. À, đoạn này chưa. Đoạn này là mình nhìn thấy trụ của mình đang bị nguy hiểm nên mình cần bảo vệ trước anh em ạ. Luôn ưu tiên bảo vệ trụ của mình trước, sau đó thì mình sẽ lên trên len top trên này. Mình nhìn thấy là cái cơ hội đẩy trụ ở cái len top trên này nó rất là rõ ràng ở đây. Mình lên đây thì mình đẩy luôn. Đó. Bên địch thì cứ mãi đi đánh nhau làm cái gì. Đây đây, cái này nó gọi là tư duy chiến thuật anh em nhé. Có rất nhiều bạn là giết được rất nhiều ấy, nhưng mà mình thấy là cái cách đánh game của bạn ấy, các bạn ấy không ổn lắm. Đấy, như anh em thấy là mình cuối cùng cũng phá được cái trụ này rồi. Họ cứ ta giữa đánh nhau để làm cái gì không biết. Không cần phải ăn nhiều mạng anh em ạ. Anh em ăn được một cái trụ này còn hơn khối mạng. Sau khi đánh xong cái trụ này thì cái len top này coi như là chống hoàn toàn và lính của chúng ta có thể trào lên được. Và đây anh em thấy là trụ của chủ mình ấy thì đang bị cái bọn lính này nó tấn công ở cái len dưới cùng này này. Thì mình quay về để mình phòng thủ trụ luôn. Đó, anh em đi rừng thì anh em cố gắng là bao quát toàn bộ bản đồ như vậy. Giai đoạn đầu thì chúng ta cố gắng ganh đường. Cứ đường nào yếu thì chúng ta hỗ trợ, còn đường nào mà thấy địch mà sắp chết thì chúng ta cũng lao vào để kết thúc đối thủ cho nhanh. Thế còn cái đoạn sau này thì chúng ta cố gắng là bao quát toàn bộ để kiểm soát cái lượng lính như này. Thì đối thủ sẽ không không kịp trở tay đâu, vì anh em nhìn thấy ở đường trên này, lính của mình hai cái đàn màu xanh đang đi. Đường giữa thì đối phương cũng toang rồi. Nếu đánh đến mức như thế này rồi thì mà anh em còn để thua nữa thì cũng chịu. Tất nhiên là có nhiều trận là mình đánh thì mình thấy là trụ bên mình bị toang hết mà bên địch còn nhiều trụ mà cuối cùng đội mình vẫn lật kèo được đấy, bởi vì là bên bên địch họ không để ý, chứ nếu mà họ mà để ý như mình nói lúc đầu ấy thì làm sao mà thắng được. Họ chỉ tập trung đánh nhau thôi thì rất dễ bị lật kèo lại. Có lẽ trận này có lẽ đến đây cũng là hết rồi. Không còn gì ở đây nữa rồi. Thôi xong. Đó, anh em thấy là cái cách kiểm soát lính nó quan trọng như thế nào. Cái kiểm soát đường nó quan trọng như thế nào. Cho nên là khi anh em được quan sát được toàn bộ bản đồ như vậy, phòng thủ trụ hợp lý và tấn công trụ lúc mà có cơ hội thì khả năng chiến thắng của anh em sẽ được tăng cao lên. Như anh em thấy là ở trận vừa rồi ấy, mình đâu phải là người giết nhiều mạng đâu. Mình không hề là người giết nhiều mạng. Nhưng mà mình là nguyên tố chính để chiến thắng trong cái trận đấu vừa rồi, khi mà mình đẩy hết được cái trụ ở cái len trên cùng, đồng thời là phòng thủ trụ của mình ở bên mình rất là vững. Thì đối phương cũng không thể nào mà phá được trụ của bên mình cả.
Thì đó là toàn bộ cái mà mình muốn nói cho anh em trong cái tựa game Marvel Super War này. Ok, mình sẽ dừng clip này ở đây. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Hy vọng rằng khi vào trận đấu thì mọi người sẽ có cái chiến thuật tốt, rõ ràng để giúp đội mình chiến thắng. Nói qua về các cái vị tướng ấy, thì có rất nhiều vị tướng mạnh. Nhưng mà lên lên cao thì lên cái rank cao thì rất hay bị cấm. Nên là anh em cố gắng là chọn mua những cái vị tướng nào mà nó đánh cũng được, không hẳn là mạnh hẳn nhưng mà nó cũng được và nó không bị cấm, đó là cái quan trọng. Và mình thấy God cũng là một cái lựa chọn là hợp lý. Mình sẽ làm một cái video tư vấn cho mọi người cái cách chọn cái tướng nào mà nó chơi cũng khá khẩm và lên cao ít bị cấm, để cho anh em có lựa chọn trong mỗi cái vị trí. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Nếu anh em thấy hay thì hãy like, share cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả mọi người.